sẽ có 3 bản 5G, một bản giá rẻ, 3 mẫu iPhone màn hình OLED của Apple ra mắt năm 2020 sẽ có kích thước màn hình lần lượt là 5,4 inch, 6,1 inch và 6,7 inch. Các nhà phân tích cũng dự đoán rằng, những chiếc iPhone 2020 sẽ hỗ trợ mạng 5G và công nghệ cảm biến 3D tiên tiến ở hệ thống camera phía sau. Một nâng cấp lớn khác của các mẫu iPhone 2020 đó chính là sự xuất hiện của camera to F, Time of Flight, ở phía sau camera 3D này sẽ giúp nâng tầm trải nghiệm AR trên iPhone mới với nhiều ứng dụng bao gồm cả game. JP Morgan rất lạc quan về tác động của 5G khi dự đoán rằng Apple sẽ bán được 195 triệu iPhone vào năm 2020. Con số này tăng khá nhiều so với ước tính 180 triệu chiếc cho năm 2019. Đối với phiên bản iPhone thứ tư, các nhà phân tích của JP Morgan dự đoán rằng Apple sẽ đưa ra mức giá bán vô cùng hấp dẫn. Nó có thể là một chiếc iPhone có kích thước nhỏ gọn tương đương iPhone 8 nhưng thiếu các tính năng cao cấp như 5G và màn hình OLED. Nhiều thông tin trong báo cáo của JP Morgan đã từng được nhà phân tích Minh Chi Kuo đưa ra trước đó. Trong một báo cáo đưa ra tháng trước, Kuo nhận định Apple sẽ ra mắt 3 iPhone màn hình OLED có hỗ trợ kết nối 5G vào năm 2020.